hai chị em thân nhau cỡ nào? Thân cũng cỡ đó, thân như chó với mèo đó mấy bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau đón một khách mời, đó chính là Amy. Amy gì đó chứ. Dạ thôi, hôm nay thì hai chị song phương quay trở lại thì hôm nay tụi mình sẽ làm một cái mini Q&A. Vì sao lại là mini? Tại vì mini là sẽ có 5 câu hỏi thôi. Thôi thì tụi mình sẽ chọn 5 câu hỏi đầu tiên mà tụi mình thấy trên đây luôn. Đó, trên điện thoại. À, đang mở không? Rất là nhiều nhưng mà chỉ chọn 5 câu đầu tiên là cái câu cuối cùng. Đó. À, hoài không tới luôn. Đó. Cuối cùng đây. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Q&A thôi. Câu hỏi number one, chị có định làm thêm clip drone hay thử thách nữa không ạ? À? Mong chị trả lời câu hỏi của em. Các bạn ơi, anh Thư vẫn cần làm thử thách nha các bạn. Nói chung là thời gian qua anh Thư cũng mới sanh nữa, cho nên là anh Thư không có một cái tâm trạng thật sự thoải mái để mà chơi những cái thử thách á. Nhưng mà sắp tới chắc chắn là sẽ có, bởi vì anh Bo đã tổ chức ra rất là nhiều cái thử thách hay ho cho tụi mình, và tất nhiên là sẽ quay lại cho các bạn xem. Các bạn hãy đợi nha. Ok, và câu hỏi số 2. Chị ơi, cho em hỏi, trong video thách ai giành được ba lô sữa cơn á, mình sưu tập được đủ thẻ rồi thì mình sẽ đem thẻ đi đổi ở đâu ạ? Mình sẽ đem 24 thẻ đi đổi các cửa hàng đại lý hoặc là các cửa hàng sữa cơn đó các bạn, thì người ta sẽ đổi cho mình. Đúng rồi, còn không thì các bạn có thể lên fanpage Live Cool, thì ở trên đó người ta sẽ giải đáp hết cho tất cả các bạn luôn. Và các bạn ơi, anh Thư nói cho các bạn nghe nha. Hôm bữa thì anh Bo sưu tầm cho tụi mình được hai cái ba lô là màu đỏ với màu tím. Các bạn coi là thử thách ai giành được ba lô thì các bạn sẽ nhớ đúng không? Nhưng mà thật ra còn tới 4 kiểu nữa các bạn ơi. Rất là đẹp các bạn ơi. Và tụi mình cũng đang đắn đo xem không biết là có nên sưu tầm cho đủ bộ luôn hay không. Cho nên là các bạn thích màu nào thì hãy sưu tầm 24 thẻ thật là nhanh để mà tạo em nó nha. Câu hỏi số 3. Hai chị em thân nhau cỡ nào? Thân cũng cỡ đó, thân như chó với mèo đó mấy bạn. Nói chung là tụi mình cũng thân lắm các bạn. Thân kiểu như là mỗi ngày giống như là có hàng á thì kêu em mình xuống nhận giùm mình á. Quay luôn có nói gì vậy? Anh Thư rất là hay mua đồ online, thì anh Thư hay nhờ Thiên Thư xuống lấy giùm bạn, thì anh Thư mất mé một anh á. Thôi đừng có xào sự như vậy chứ. Ok, và câu hỏi thứ 4. Hai chị dự định sẽ làm video gì trong mùa dịch này? Nếu như mà làm video về corona thì anh Tư cảm thấy nó hơi bị căng thẳng á. Anh Tư thích những cái video ở trên kênh của mình là những cái mà về vui vẻ, giải trí, làm đẹp các thứ cho các bạn. Nhưng mà qua cái câu hỏi này thì anh Thơ cũng chỉ muốn khuyên các bạn thôi là ok, trong mùa dịch này thì các bạn hãy cố gắng không đi đến những nơi đông người nè, giống như là Song Thư nè, lúc nào cũng ở nhà hết. Thứ hai là các bạn hãy nhớ rửa tay thường xuyên, nước rửa tay khô, nước rửa tay bằng xà phòng bình thường cũng được. Và ăn uống đủ chất để có sức đề kháng trong cơ thể như các bạn. Đó, nhất là các bạn nên ăn nhiều loại trái cây nè. Cam, táo thì sẽ cung cấp cho các bạn vitamin C nè. Và các bạn nên bổ sung vitamin bằng cách ăn thật là nhiều trái cây vào nha. Và các bạn cũng nên uống sữa cool để mà tăng cường hệ miễn dịch nha các bạn. Các bạn thấy cái hộp sữa này có ai mà quen không? Ta. Người chị thân yêu của tụi mình, chị thân Nguyễn. À, các bạn mình mua rất là nhiều thùng sữa cool nè. Mà dạo này là sữa cool kiểu ra một cái dạng bịch mới. Trời đẹp quá. Có mềm mềm, đúng đẹp luôn. Công nhận hay thiệt. Các bạn ơi, ở đây nó có một cái túi thần kỳ nữa nè các bạn. Không biết túi thần kỳ này có gì ta. Rất là đáng yêu đúng không các bạn? Cho nên là ok, ngoài ăn uống đầy đủ thì chúng ta cũng nên bổ sung sữa để mà cung cấp dưỡng chất cho mình ha. Và câu hỏi cuối cùng, khi nào chị mới làm vlog về Mộc Anh đây, chờ hoài không thấy tức á. Trời ơi, tức luôn hả? My goodness. Các bạn ơi, cũng như là anh Thư đã chia sẻ với các bạn rất là lâu trong một cái vlog cách đây nửa tháng trước rồi. Thực sự là bé vẫn còn rất là nhỏ cho nên là anh Thư chưa có muốn bé xuất hiện nhiều trên YouTube. Anh Thư nghĩ là trung bình sẽ cho bé một tuần lên video một lần. Thì các bạn thấy như thế nào? Như vậy có được hay không? Con nít mà lên mạng nhiều quá thì nhìn nó... Rồi thôi. Ok, next nha các bạn. Con nít mà lên mạng nhiều quá thì... Xú, đang nói mà. Em bé mà lên mạng nhiều quá thì nó mất duyên đó đúng không? Anh ơi cũng miếng nữa, các bạn thông cảm cho anh thôi nha. Ok, dù sao cũng cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý bé Mộc Anh và dành cho bé Mộc Anh những lời chúc thật là tốt đẹp nha.
Vậy là hôm nay mini Q&A của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Và trước khi kết thúc video này thì anh Thư cũng xin thông báo với Thiên Thư rằng anh Thư đã trúng độc đắc sữa cuốn rồi. Ủa gì? Trời ơi, anh Thư trúng 5 triệu luôn các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi. Ủa nhưng mà cái này là sao vậy bà? Đây đây đây, hôm nãy ở trong cái thùng sữa này nè, thùng sữa cool nhã nhã này nè, thì mở ra ở trên cái phần nắp này nó sẽ có trong mỗi thùng mình như là một cái tờ thẻ này hay sao á. Mà lúc đó chị ba thấy là cái thùng này có một thẻ và cái thùng em cầm cũng có một thẻ, và cào ra thì chị ba ghép lại vô tình là trúng được cái giải ghi là giải đặc biệt và có con số 5.000, thì mình ghép lại với một cái thẻ nữa thì sẽ ra 5 triệu đồng luôn. Cái chương trình này có tên là mua sữa có đôi ghép thẻ có cặp, 100% trúng luôn. Và để anh Thư vô tình anh Thư cào ra, các bạn xem nè, và anh Thư đã cào được 5 triệu đồng. Còn cái phần ngược lại của nó là 10.000 đồng, nhưng mà người ta sẽ lấy cái mệnh giá lớn hơn, cho nên chị ba đã có trong tay 5 triệu đồng. Em chứ, em cũng uống sữa cool mà. Cái này chị ba tự mua thôi. Nó có những mệnh giá thưởng như là 10.000, 20.000, 50.000 và cao nhất là 5 triệu đồng. Các bạn cứ mà mua một cái thùng này thì chắc chắn 100% và các bạn sẽ được trúng, mà không biết là mệnh giá nào thôi. Thì mình hy vọng nếu như mà các bạn có mua giống mình thì các bạn sẽ trúng được độc đắc 5 triệu giống như mình. Và các bạn ơi, để anh Thư coi thời gian khuyến mãi là bao nhiêu nha. Thời gian khuyến mãi sẽ là từ ngày 1 tháng 3 đến và ngày 31. Chưa nói luôn á. Nói lại nè, Thiên Thư không hợp tác được kìa các bạn. Nói lại nè, thời gian khuyến mãi, các bạn ơi, thời gian khuyến mãi của cái thẻ cào này lại thời gian khuyến mãi là từ 1 tháng 3 đến 31 tháng 5 2020 nha các bạn. Kết hợp như vậy chứ đúng không các bạn, nói mà không có theo được người chị của mình luôn. Và hạn chót đổi giải là ngày 6 tháng 6 2020. Các bạn đổi bằng cách là liên hệ cửa hàng mà các bạn mua hoặc là hotline 1800 555 526 để biết thêm chi tiết. Ok. 5 triệu. Và mình nói thêm một điều cho các bạn, các bạn chỉ cào ở cái phần ở giữa thôi nha, cái phần mà có cái số tiền thưởng ở đây nè. Còn cái phần mà không cào đây, ở đây người ta có một cái phần người ta ghi là phần không cào nè, đó, không được cào ở đây nha. Cào ở đây chắc là có chúng độc đắc cũng không có được lấy tiền các bạn. Ở đây cái này nè, thấy không? Phần không cào, Su đừng có đi mà Su cào chỗ đó xong chị ba không được lấy 5 triệu đâu. Xong rất giấy. Nếu như các bạn thích video này thì ngại gì mà không cho tụi mình một cái like, share và subscribe kênh Sotho Channel nhỉ? Đúng rồi. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại. Song Thư love you. Mình đi đổi 5 triệu đây.